Trước khi nhà thuốc điều trị gấy 1/3 xương đùi sau mổ thuật vít đinh lâu ngày xương liền dưới hiện tượng tiêu xương và tạo khớp giả. Quay ảnh trên phim kiểm tra định kỳ mới nhất của bệnh nhân thể hiện xương đùi bệnh nhân đường gấy còn hở rất là nhiều. Hiện tại bệnh nhân đang có ấn tượng tiêu xương và tạo khớp giả. Trình ở viện nằm mổ để ghép xương. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ điều trị bằng phương pháp đắp thuốc và cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nhìn xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 2 đến 4 tháng là xương đùi bệnh nhân sẽ liền hoàn toàn. Sau đó bệnh nhân phải cần thêm thời gian tập luyện là có thể đi lại, cử động, làm việc được bình thường. Anh mổ xương đùi được mấy tháng rồi? Và em mổ này được 4 tháng rồi. Anh dùng cái xương đùi này, em đi ngã xe. Thế là xương của anh cứng đúng không? Vâng. Anh lấy vợ chưa? Chưa. Mạch chân đi. Ngồi dài cái gì nhỉ? Cái hàng tay hàng ra đây. Mình có anh nâng bao nhiêu cân nhỉ? Em nâng lặng như vần 80 cân. Gần 80 cân. Hiện tại nhé, cái xương đùi của anh này mổ là liền xẹo nhé. Vâng. Em đắp trực tiếp lên vết mổ. Xương đắp thì anh cuốn cho em 5-7 giấy đây nhé. Không có những điều trị, không có những chó theo nhé. Bảy giờ đấy không rượu không bia không thịt chó không cà muối cho em. Anh bị tai nạn xe à? Vâng, xe. Đó, cuốn giấy rồi mình đặt lên mặt trong của lá nhé. Vâng. Chúng ta ngửa lá lên. Mặt ngoài của lá nó còn cuốn giấy. Trước khi đắp thuốc của anh nhé. Vâng. Thì hàng ngày anh bôi nghệ từ đây đây. Vâng. Xuống chân theo nhé. Hình ảnh với xương đùi lâu ngày. Dùng băng quận quần lại nhé. Khoảng độ bó tầm 1 tháng thôi, anh tập đi cho em nhé. Vâng. Đi cho em. Giờ thằng hai có thể đi lại đúng không? Vâng. 1 tháng sau anh lại có đi được rồi. Thật tuần tháng sau anh sẽ bỏ lại ra thôi. Không rượu, không bia, không thịt chó nhé. Bình minh này vẫn như bình thường thôi. Thì xưa anh chậm liền lên mình cả. Có chứ. Công nhận là thuốc là lắm nhỉ. Vâng, bây giờ cái này thì một ngày tưới cho em 1-2 lần cho em nhé. Vâng. 1-2 lần cho em. Khiêng in chó cho em có tầm 2-3 tháng mới khỏi nhé. Vâng. Ngành xương liền này. Ngày đấy là tiêu xương này. Liền là phải điều trị cả bó cũng mới khỏi được. Lâu mổ không ai là tiêu xương rồi. Xong rồi trái nhá. Vâng, cảm ơn. Em chào anh ạ. Hôm nay em xuống em lấy hình ảnh của anh về quá trình ngày trước anh gây 3 xương đùi. Vâng. Mổ thuật vít đinh lâu ngày xương liền. Rồi anh khỏi được mấy tháng nhỉ? Từ lúc bị đến lúc bó thuốc và lúc bình thường khoảng mấy tháng nhỉ? Từ lúc em bị cho đến lúc em bó thuốc là được 4 tháng. À. Hôm nay mình gặp nhau là em được 7 tháng. Tổng cộng từ lúc mổ. Vâng.
Con mang nhà thuốc xuống ghi hình của bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ. Ngày trước bệnh nhân có ra viện kiểm tra tin là xưa là can hoàn toàn. Con mang nhà thuốc xuống ghi hình của bệnh nhân. Bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ. Tốt. Anh ơi. Bệnh nhân đi lại rất là bình thường. Lại này là bình thường cân nhỉ. Anh đi ra một vòng ngắn cái ra cột điện này. Một vòng ngắn đấy. Bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường. Anh ơi, hàng ngày anh đang đi bộ không? Hàng ngày đang đi bộ không? Hàng ngày anh có đang đi bộ không? Rõ quá nghe. Hàng ngày có đang đi bộ không? Đi lại. Hàng ngày em cũng hay đi bộ. Thì anh đang đi đạp xe bình thường chưa? À, đạp xe mà đạp ấy. Em đạp xe được rồi. Anh cứ đạp xe máy bình thường. Người nha. Vâng. Các bạn. Anh đứng lên ngồi xuống được chưa? Anh đứng lên ngồi xuống bình thường. Anh đứng lên ngồi xuống nha. Ngồi xuống. Anh xuống ghi hình của anh thì gọi anh đi lại bình thường nhé. Vâng. Anh bó 30 ngày thì anh bỏ đẳng nặng ra và anh gấp trên bình thường. Em bó được 15 ngày thì bắt đầu em đứng được. Đứng được. Và vâng. Sau đấy là bắt đầu đi và được bằng nặng. Vâng. Sau đấy thì đến 2 tháng, sau 2 tháng dùng thuốc thì là em có bỏ nặng hoàn toàn. Là gấp bình thường. Vâng. Đúng vì là xương can hoàn toàn được. Vâng. Hôm nay em xuống hình của anh thì cũng anh em hoàn toàn nhé. Thế là thuốc thì em cảm ơn anh nhé. Chúc anh em mạnh khỏe nhé. Cảm ơn anh. Chào anh. Cảm ơn anh và nhà thuốc. Dạ vâng. Em chào anh ạ. Vâng. Anh ngồi đi. Hôm nay em xuống hoàn thiện hình của anh được và những ngày trước anh bị gãy xương đùi sau mổ thuật linh tinh. Vâng. Anh bỏ ngày trước ngày anh bỏ hết liệu trình xương là can đúng không? Vâng. Anh chờ bao thời gian để anh đi ra viện khám đi? À, sau khi dùng hết liệu trình thuốc của bên anh thì là em có thể đi lại bình thường. Sau đấy em đợi khoảng một năm sau thì em bắt đầu tháo đinh. Anh tháo đinh ở viện nào? À, em tháo đinh ở viện Việt Đức. Từ đó anh tháo đinh được mấy tháng nhỉ? Từ lúc em tháo đinh thì hiện nay là cũng được 5 tháng rồi. Anh nghiêng này, vâng. Anh nghiêng nghiêng đây, ngồi đây. Dạ. Quay nghiêng xem cái vạch này bên mổ. Dạ đây. Anh quay anh nghiêng anh nghiêng. Đấy. Cái mổ của anh tháo đinh nhiều. Vâng. Hiện tại đi lại làm việc bình thường chưa? Giờ hiện tại em đi lại và làm việc bình thường. Vâng. Anh xuống cho các bạn chưa? Xuống nhà các bạn. Xuống nhà các bạn. Ngày trước là anh đi đâu mà anh bị gầy chân thế này nhỉ? Trước là em bị tai nạn giao thông. Vâng. Anh ngã xe. Tí anh đi lại cho em vòng dài đi nhé. Vâng. Đi dưới đường nhé. Mà nhà thuốc xuống hoàn thiện hình ảnh về quá trình ngày trước bệnh nhân gãy xương đùi. Sau khi bỏ thuốc hết liệu trình xương là can hoàn toàn. Bệnh nhân chờ 1 năm sau bệnh nhân ra viện tháo đinh. Hiện tại bệnh nhân là tháo đinh 5 tháng rồi. Mà nhà thuốc cho thực hiện video bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ.
Anh đi ra một vòng nữa anh nhá. Anh đi qua cột điện anh nhá. Đi là hoàn toàn bình thường rồi. Anh ngồi ghế đi. Ta đi làm việc bình thường, lấy xe máy bình thường rồi đúng không? Vâng. Hôm nay xuống hình ảnh của anh, tôi anh đi lại bình thường nhé. Vâng. Em mà thuốc thì em cảm ơn anh và chúc anh người khỏe nhé. Vâng, vâng, em chào anh. Vâng, cảm ơn anh và cảm ơn nhà thuốc. Dạ vâng. Qua hình ảnh trên phi quang, kiểm tra định kỳ mới nhất của bệnh nhân. Sau một thời gian, bệnh nhân mổ phẫu thuật vít đinh với mâm chày khớp gối, kết hợp bệnh nhân bị gãy đầu trên xương chày. Vì hiện tại khớp gối bệnh nhân đã cứng và dính hoàn toàn. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc sẽ kết hợp thuốc đắp và thuốc uống nhanh nhuyễn xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 1 đến 2 tháng là mâm chày, xương chày của bệnh nhân sẽ liền hoàn toàn. Sau đó bệnh nhân cần thêm thời gian tập luyện là có thể co, duỗi, gấp, khớp gối và đi lại được bình thường. Vâng.
một tuổi thôi. Có những ngày trước thì mình vướng một chày thuốc gối, kết hợp với chân chày trong mát sau mổ thuật quy định lâu ngày xương không liền, hiện tượng dính khớp và cứng khớp hoàn toàn. Từ đó ra chị đắp thuốc và tập đi lại bình thường. Chị nuôi gấp vào xem, nuôi hẳn ra, gấp vào, nuôi ra, gấp vào. Ngày trước chị bò mấy tháng đi gấp lại bình thường nhỉ? Tháng dưới. Chị lúc mới đầu tập là chị đau nhiều không? Sau khi tập bao nhiêu ngày thì gấp lại bình thường như này? Em tập hơn một tháng. Hiện tại đi lại bình thường chưa? Đi ra mà đến cổng ấy nhé, đến cổng nhé. Thank you. Hiện tại bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường rồi. Hôm nay là thuốc sang ghi hình thực tế thì bệnh nhân đã đi lại hoàn toàn bình thường. Ngày trước bệnh nhân là cứng khớp và dính khớp hoàn toàn. Sau khi lần đầu tiên sang nhà thuốc tập và sau đó bệnh nhân về nhà tự tập. Hôm nay là thuốc sang ghi hình bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường, không còn lệch. Mới đầu nhà thuốc tập thì bệnh nhân lần đầu là rất là đau. Nhưng sau một thời gian bệnh nhân về nhà tự tập và hướng dẫn bài tập của nhà thuốc, hiện tại hôm nay nhà thuốc theo ghi hình bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ, không còn lệch đi lệch người nữa và không còn cứng khớp dính khớp nữa, gấp chân là bình thường rồi. Đúng rồi chị ơi, chị đi nhanh lên, chị đi nhanh lên cho em. Nhân đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ. Tạo nhân đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ. Chị nhanh cho em một tí, nhanh một tí. Chị đi như này chị cảm giác chị có mừng không? Ừ, thế là tốt rồi đấy. Rồi, chị ngồi ghế đây. Cái này là tốt rồi, gấp gối ra làm cho em, gối ra, gấp vào, gấp vào, gấp vào, gấp vào, gấp vào, gấp vào. Đi lại này là tốt rồi nhá. Chỉ cần thêm thời gian tập luyện thêm mà
Còn thêm thời gian là chị vẫn đinh được bình thường nhé. Tháo đinh ra là đi lại bình thường hoàn toàn. Cảm ơn chị đã xem hình ảnh nhé. Và chúc chị luôn khỏe. Và chào.